đây thì ở đây nó sẽ có là KT1 và KT2 là sàn hoàn thiện, đúng không? Còn đây là phần bê tông, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ lọc theo cái gì chung nhất của các cái thằng này ở trong đây. Ví dụ tất cả các sàn này, đúng chưa? Thì cái sàn hoàn thiện đều tên là gì? Đều tên là SKT, đúng không? Đúng chưa? Thì đây là hoàn thiện sàn SKT, thì đầu tiên là filter nhá. Các bạn chọn cho tôi bộ lọc này. Và filter này. Chọn lọc đầu tiên là lọc theo gì? Sizemap. Đúng chưa? Nó có thể là theo ký tự constant này. Mình đánh chữ SKT này. Đúng chưa? Đây là mình lọc theo nhiều cách mà. Nó lại còn có bằng cái gì nữa thôi. Đúng chưa? Ok. Bạn sẽ thấy là toàn bộ những SKT1, SKT2 này là ceramic 300, 600. Đúng không? Nó chỉ còn lại như này thôi. Và bây giờ mình sẽ tách ra, lọc theo tầng vào ghosting này, chọn này, theo level. Đúng chưa? Bỏ này đi. À. Ok. Thì bạn sẽ thấy tầng 1, tầng 2 đúng không? Chọn ghosting thì tích vào header, nó sẽ tách ra tầng 1 và tầng 2 là bao nhiêu. Bây giờ nếu mà tính vào tổng số thì nó mới nhảy ra, chọn này, tổng số diện tích nó mới ra. Ừ. Đấy. Thấy không? Có cái thằng tầng 1 này là sao? Nó chưa có mô tả. Đúng chưa? Chưa mô tả, ví dụ thằng tầng 1 là tầng gì? Còn không thì mình để bảng level này về năm. Đây. Đây. Đây là KT1, ST1. Còn lọc theo ký hiệu. Còn lọc theo ký hiệu đây mình chọn này. Lọc theo size map. Đây theo level. Được chưa? Này. Ok. Thì ở đây nó sẽ có là tầng 1 SKT1, SKT2. Được chưa? Thì mình sẽ tích vào level, nó sẽ tách ra. Ừ. Đúng không? Tầng 1, tầng 2 đây. Đúng chưa? Đấy, tầng 1 và tầng 2. Đấy. Mình lọc theo cái gì? Hoặc đây theo level trước này, theo size map sau này. Tầng 1, tầng 2 được chưa? Bây giờ mình có thể ẩn con này, chọn này. Hai con luôn. Ẩn đi, bạn chơi tầng 1 gồm SKT1, SKT2, tầng 2 chỉ có SKT vệ sinh thôi. Được chưa? Diện tích ở đây là đang là bao nhiêu? Tổng số. Được chưa? Là 97 mét. Được chưa? 97 gạch này bao tiền mét là phút? Đơn giá này nhá, 150k nhá, chọn lên can chân xe tết đây, được nhá, đấy hệ số chọn ở đây, tạo này, được nhá, này nhá, nhà không có hệ số này mới mồm đấy, number đây, được nhá, user mình có thể chọn user, thế đó, ok hệ số để instant hay để size gì, ok, có rồi. Có sao đâu ấy. Được nha. Dễ mà. Hả? Không tính cái này. Nó ra tiền nó gọi nó tính cái này. Nhân cái gì? Diện tích. Ký hiệu làm sao ấy? Không, cái số ấy mà ký nó có là 0.78 mét vuông. Và nếu mà mình đánh M2 nó khác, đấy là được rồi. Số nó cái đấy là được rồi. Anh ký M2 rồi mà. Đấy, được chưa? Ra đây là bao nhiêu tiền đấy? 17.484.820.